duyên trên chiếc áo mới hay trên bước đã quá xa. Một ngày lòng chợt nghe bao tiếc nuối mới hay thương nhớ còn thiết tha. Đàng hoàng tử tế, không mấy thiên hạ họ cười, nhớ không? Nhớ. Cái cặp bánh ít trần á, tôi gói để trong túi sách nè. Lên xe hả, đói là lấy ra ăn, đừng có ăn bậy dọc đường đau bụng, nhớ không? Nhớ mà. Hả, bắt đầu lên xe là ôm riết đồ đạc trong tay cho tôi, hở một cái là chúng xớt liền á, không còn cái xà lão mà mặc á, nhớ không? Nhớ rồi, nói miết rồi. Nói miết gì à, mà chưa chắc anh để lọt vô đầu đâu. Cái bộ mặt cứ lớ ngớ y như là trụ dương gặp phải bùa đắc kỷ vậy à. Lên tới trển đôi ba bữa là phải viết thư gửi về liền. Suôn sẻ hay trục trặc gì á cũng phải báo cho tôi biết, nhớ không? Nhớ. Địa chỉ của chú Tư Tèo á, tôi ghi trong lòng bàn tay nè. Nhớ giữ á, đừng cho mồ hôi tuôn ra, trâu tuốt lốt á nghe. Cũng nhớ luôn. Còn lương bổng lãnh được á, trừ tiền cơm nước ra, dư bi nhiêu á là bỏ ống con heo để dành. Đừng có bày đặt ăn chơi phung phí, nhớ không? Trời ơi, chưa mua châu đã tính mần bá hộ à. Lên trển biết có ai chịu mướn tôi không mà dặn lãnh lương rồi bỏ ống nữa. Chú Tư Tèo hứa đứng giới thiệu bảo lãnh rồi, không có thất nghiệp đâu mà lo. Nhớ là... Nhớ cái gì? Xe tới rồi kia kìa. Nè, còn cái vỏ nữa. Nè, từ giờ phút này không có tôi bên cạnh, phải hết sức đề phòng, nhớ không? Nhớ mà. Nè gì nữa? Giả tôi á. Trời ơi, trên xe người ta ngó lơm lơm kìa. Thôi đợi mai mốt tôi về thăm cái ha. Đợi mai mốt tôi về. Thôi được, thôi đi đi. Giữ gìn sức khỏe nha. Đừng có khóc mà.
cười đi. Thì tôi cười nè. Tội nghiệp tôi mà, gia tài có mấy bộ đồ à, trả lại tôi mừng phước mà chị hai. Mày đến đây. Ê, kêu ai chị hai á? Dạ chị. Chị gì? Dạ. Nhìn kỹ cái mày. Dạ chị. Tao vậy mà chị hai hả mày? Dạ. Rê 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 rê, mày phẳng lì nè mày. Dạ xin lỗi, tại chị. Chị? Tại anh để tóc dài in hệt như đàn bà, tôi tưởng là... Tưởng gì vậy? Ê, bộ đàn ông mà không có quyền để tóc dài hả mày? Dĩ nhiên là có quyền. Nhưng túi quần áo của tôi mà anh cầm thì hình như là không có quyền. Đồ gì? Mày nói quần áo không hả? Dạ. Để tao kiểm tra lại mày. Trời ơi, sao mà áo gì mà nó lên phèn dữ vậy trời. Thôi mệt quá nè, trả lại mày. Bực bội. Ê mày, cho mày hay tao không phải là đàn bà vậy mày. Dòm kỹ nữa mày. À nè. Ôi vậy để giả trang vậy thôi mày ơi. Chạy ra. Bơ người ta cướp. Bơ người ta. Bơ người ta. Sao? Dưới quê mới lên phải không? Biệt ly trắng rồi hả con? Biệt ly trắng là sao? Thằng ma này ngu quá à. Là trắng tay, là nghỉ phẻ, là từ giả luôn cái vỏ lại cái túi sách của mày đó. Mất hết trơn hết ráo trội rồi. Chỉ còn có bộ đồ dính da. Nè, thấy chú em mày coi như giống như con nai vàng ngơ ngác cũng tội nghiệp. Nè, tao chỉ mánh cho mày thu hồi lại ngang. Anh hai thương tôi đội ơn. Không đòi lại được cái vỏ với lại cái túi sách. Tôi dám chết giữa cái đất Sài Gòn này chứ không chơi đâu nha. Trời ơi, mày làm gì dữ vậy mày? Nè, mày ngó thấy ai đằng kia không? Dạ, cái người bận áo da ngồi hút thuốc uống bi lon đó hả? Trùm anh chị bến xe này đó. Nè, tới lựa lời năn nỉ người ta, may ra xin được đó. Dạ, cảm ơn anh hai. Để tôi thử coi. Thử đi mày, tao đi nha. Dạ. Anh hai, cảm phiền anh hai cho tôi hỏi thăm. Xin lỗi anh hai, tôi muốn cái gì? Cọp cái đây chứ không phải là cừu non đâu, đừng có giỡn mặt. Dạ, xin lỗi cô, tôi tưởng gà mái tơ dễ chọc dễ ghẹo lắm chứ gì. Dạ không phải, tại cô hai hớt tóc ma ninh cua ăn bận giống như là con trai, tôi mới dám khiều. Bộ con gái không có quyền hớt tóc ăn bận giống con trai chắc? Dĩ nhiên là có quyền, nhưng nó lộn xộn không biết đâu mà rờ mà. Lộn xộn là anh đó, đi chỗ khác chơi đi. Xin lỗi cô hai, cha xích lô mắc dịch nó chát tôi mà. Quả là danh bất hư truyền, nữ chúa sa cản quay thiệt. Quay thì sao?
không quay thì sao? Chẳng sao hết á, tụi em tới chỉ cốt cái bàn chuyện phân dùng làm ăn với chị thôi à. Rừng nào cọp nấy, có gì để bàn? Trời ơi, chị nói kìa anh. Rừng của bạn mình hơi rộng, trong khi lãnh địa của bọn tôi thì lại quá hẹp, cần chia sẻ cho hợp tình hợp lý gì mà. Đúng rồi đó. Ở đây không thích chia sẻ bất cứ thứ gì cho ai hết. Trời ơi, vậy là chị ép tụi em phải khai đào. Gì dữ vậy? Được, thích thì mời. Được thôi, vô tấm theo. Đàn ông con trai gì không ăn hiếp đàn bà con gái được. Thằng này ngon. Ê, mày có học gồng không mày? Lo bằng ruộng à, học chữ còn chưa xong thì đâu mà học gồng. Trời ơi, học gồng người ta mới thích nghe chưa. Chọc quê phải không cưng? Tôi thiệt tình mà. Thiệt tình à. Cảm ơn tao là mày thiệt tình thầy. À, chàng ơi, cô hai võ nghệ cao cường thiệt, tôi không về. Ai cho phép anh nắm tay tôi? Cái thú đam mê là nói vậy đó. Như người ta kiềm rượu vậy đó, phải uống thì nghe cay, nhưng mà thiếu thì lại bơ vơ tình sầu. Đúng là thú ăn mày. Vui dặn kính mắt đời gánh đêm về. Vui ơi hỡi vui, đời ơi hỡi đời. Tại mày. Ai tôi đi vui đời. Vui đời hẻo lắm mày ơi. Hôm nay trong chơi một thời, ngày mai nằm phơi trắng tôi. Ai tôi đi bụi đời. Bụi đời bụi lắm ai ơi. Lão đen con trai nhập lò, lâu xanh con gái qua đò. Ai là qua đò chùi đó mày. Bụi đời biết bọn này thế nào cũng vô Chí Hòa, mà bọn này vô Chí Hòa thì quý em thế nào cũng vô lầu xanh. Trời ơi, vô lầu xanh là còn đỡ, còn hơn ngồi công viên cho người ta nhìn. Vui mà hay do con trời bỏ đi đâu. Vui ơi mới vui, trời ơi mới đời. Đúng, đúng rồi. Dạ? Đúng là anh rồi. Anh cho cái túi xách của tôi nè. Nè bé, làm gì điếu kéo mày? Không, tôi nhớ là anh mà. Đây, tao cho ông của mày cái túi xách phải không? Ờ, nhưng mà thằng này nó chĩa nè. Mày ngon mày đòi nó đi. Nhưng anh còn... Đi đi, đi. Tới tôi đã giỏ nữa. Đúng đây. Giỏ là túi xách gì á? Cũng đã nằm hóng gió ngoài chợ trời rồi. À. Đừng có lèn ngèn. Mất công, ông tướng ơi. Vậy là mấy anh giết tôi rồi. Đừng có trêu chọc người ta nữa. Cho ông chĩa cái gì á, đem trả lại đi. Ủa, cô hai, té ra. Té ngã gì hết, lo thu hồi đồ đạc rồi biến. Khó quá. Sư tỷ thủ lĩnh mà, đứa nào cà chớn là no đòn đó. Tôi có cà chớn gì đâu. Vậy mà hồi sáng ngoài bến xe đó, tôi mới cầm tay cổ khen cổ giỏi võ, cổ nở nào quăng tôi một cái ạch, nằm ngay đơ cắn cuốc luôn. Ê, cho mày hay nha. Đừng có thấy nhỏ con là mày khi dễ nha. Có vợ đó. Tôi biết rồi. Tôi thấy rồi, tôi thấy hồi sáng rồi, dễ sợ lắm. Trời ơi, tôi nói...
nhiều chuyện. Đồ đạc anh lấy lại đủ chưa? Biến đi. Đây, cầm rồi chuồng lẹ đi cha nội. Khoan đã. Trời ơi, mày may lắm á nha. Nhờ hồi sáng này á, mày uống thuốc liều á, dám đơn thân độc mã binh vực cho sư tỷ thủ lĩnh. Bà biết ơn mày, bà trả ơn đó. Ơn nghĩa gì, nhắc nghe mắc cỡ lắm ông anh ơi. Tôi mới nhảy ra chưa kịp thủ bộ là bị họ khện cho te tua, đau thấy 7-8 ông trời luôn rồi đó. Nhưng mà sư tỷ đánh giá huynh đài là tay chịu chơi á, có máu giang hồ hiệp sĩ á nha. Hiệp sĩ bất đắc dĩ. Chẳng qua tôi nghĩ mình là đàn ông con trai, giữa đường thấy chuyện bất bình. Thôi mệt quá mày. Sao mày nhiều chuyện thiệt á. Không có. Đứng đó mày cù cưa một hồi hả, tao nổi điên lên là cho mày một trận nhừ xương nữa. Đi cha. Đi. Ủa sao nhiều dữ vậy? Các cha không đuổi tôi cũng chạy mặt chỗ này nữa. Thôi chào vĩnh biệt nha. Nó nghe nè, chừng nào rảnh ghé chơi nghe, nghe nhớ ghé chơi nghe. Dạ cảm ơn, nhưng mà chắc không dám ghé nữa đâu. À, chết tôi rồi. Gì vậy ông hiệp sĩ bất đắc dĩ? Cái địa chỉ em làm ghi trên bàn tay tôi em bay mất tiêu rồi. Có ảnh á hả mà không có chị kè kè một bên, chừng á là trông inh hệt như là con cá chìa vôi mắc cạn vậy đó. Hồn dí cứ lẩn thẩn ở đâu đâu á, trời gầm sát bên lỗ tai á cũng không có nhúc nhích. Ê, anh hai em á hiền lành mẫu mực như vậy mà chị chê. Chê mà ngày nào hả cũng lôi tôi ra đây hả, bắt tôi ngồi nghe tâm sự. Vậy chứ nghĩ coi, chị biểu lên tới trển rồi là lập tức viết thơ gửi về liền. Vậy mà hen, tính hôm nay á thì ảnh đi cũng ngón ngén nửa tháng rồi chứ. Đúng bo 17 ngày rồi. 17 ngày 5 giờ 19 phút. Trời ơi mày chọc tao hả thằng cóc khô? Chứ không đúng hả? Hôm bữa mà chị đưa anh Tấn đi á, lúc trời vừa bừng sáng, mà bây giờ hả là đúng ngọ rồi. Tôi tính sơ cũng lòi thêm 5 giờ 19 phút. Thằng cóc thúi, ai khiến mày theo rình rập đời tư của tao? Thì chứ sao, không rình thì làm sao biết được chị chiều ra đứng cạnh bờ ao mộng về đâu. Cái thằng cóc xinh này tao xin tặng nước mẹ. Giọt dài giọt ngân bấm ngón tay đếm coi bao nhiêu ngày. Tao gọt đầu mày nè, tao gọt đầu mày nè, cóc chết nè, coi tao gọt nè. Ơi trời. Mỗi lần mà cầu thủ mà sút là tôi kiếm chị đó nha. Tôi bay tới tôi cắn lỗ mũi chị đó. Trời ơi, cắn lỗ mũi tao, tao lên Sài Gòn tao thay cái mới, tao mới sợ mẹ ơi. Được rồi. Trời ơi, hại tôi rồi, chết rồi. Cứu tôi lên nha. Tao sẽ cho mày thành cấp đôi sông. Lên kéo tôi lên đi. Thơ của anh Tấn gửi cho tao hả? Sao nãy giờ mày không nói? Mất nghe bà chửi, còn chen vô nói chỗ nào được. Trời ơi, không có chỗ chen mà mày còn thì giờ mày cà khịa với tao. Tội mày hả? Tao chọt lét đi nè. Nhộn. Mày làm gì à? Tao chưa động thủ sao mày nhột được mày? Bà động thủ là tôi trăng rụng xuống cầu luôn á. Kéo nó lên nào. Nó xuống tay á là hết coi thơ con cá chì voi mắc cạn đó. Hen chèn ơi cóc cưng. nghe phụ chị chút, ráng bám chặt nha, đừng có để ruột nha, khổ chị lắm á nghe cóc cưng. Trời ơi, mới có cái tờ là mà chị em nghe ngọt xớt à. Chứ em nghĩ coi,
Một bụng mẹ sanh ra không chị em thì là cái giống gì chứ. Ráng chút xíu nghe cưng, cốc cưng nè. Én. Phụ chị có cứng. Rồi, kéo nó lên. Ráng lên. Rồi. Trời ơi, mệt quá. Thơ đâu? Thủng thẳng, chỗ này đã có bảo đảm an toàn đâu mà đòi thơ. Thì đi vô đây, mình lộn xộn quá. Đi, chừng té bây giờ. Lẹ lên, mày bước cẩn thận á. Em mà xảy chân cái là chị không biết ăn nói sao với tía má ở nhà. Rồi nhảy vào đây. Rồi, xong. Cha xin cái thơ đi. Từ từ, thủ tục đầu tiên. Mẹ ơi, mới bị lớn đã bày đặt đòi tham nhũng. Chụp mũ tôi không có được à ngang. Công tôi lãnh thơ chạy bộ từ trụ sở ủy ban ra ngoài này, xém chút là đi chầu Hà Bá nữa. Phải trả thù lao của tôi chứ. Cưng, cóc cưng, chuyện nhỏ mà, xong liền thôi. Tối nay he, chị sẽ đãi cưng đi coi cải lương chịu không? Không cần. Đàn hát nào mà về đây hả, tôi cũng chui lỗ chó coi cọp thường trực. Thì thôi, thì tiệm coi thôi. Không mấy giờ dày, chầu bột chiên trứng gà chịu không? Bao ăn cành bụng mới được à nghe. Ô, chuyện nhỏ mà cưng, nhầm nhò gì cưng. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thơ đâu mày? Nè. Ông ơi, ông xong rồi ông ơi. Bà phỏng nước sôi ha, bà ngồi trúng ngậu chén lửa mà la làng điếc lỗ tai tôi vậy. Trời ơi, con lành không biết làm sao mà nó đóng kín cửa miết ở trong buồng. Tôi kêu đôi ba lượt cũng không có nghe lên tiếng. À, chắc nó ngộ cảm, trung nước trung gió gì đó. Để tôi hốt cho nó thang thuốc, rồi bà sắc cho nó uống, là nó trở vậy nó lên tiếng, cả nhà này nghe mệt nghỉ ngay à. Tí mừng thầy thuốc, ai động tịnh gì tí cũng đề quyết là người ta bệnh đó đó. Bộ sợ thuốc ế hả? Ta cạo đầu mày làm gáo dừa chứ mày ở đó mày móc lò tao mày. Gia tài người ta có cái đầu à, mà hết người ham cạo làm gáo dừa. Người thì đòi gọt á, cho hỏi đá banh, còn đầu đâu để mà thờ ông bà nữa. Mày á, đất không kiêng trời không nể, ngán ai mà lo không có chỗ thờ. Sao không, trong nhà này hả, tôi ngán nhất là chị hai á. Nó cắn mổ gì mày mà mày ngán nó? Bộ nó ngậm mày hả? Tía má không biết hả, chứ chị hai nhà này hả là ma nữ đa tình đó. Hành tung cao thâm, thần sầu quỷ khóc á. Chà, thằng này tôi thấy nó nhiễm phim kiếm hiệp Hồng Kông thấy ốc ho rồi. Không tin hả? Tía má thử rình coi, có phải chỉ đóng cửa buồn á để nhập môn quan không? Môn quan gì? Ta nói là bế môn nhập quan. À, bế quên nhập quan, quên. Nữa mày sao mày nói tao nghe lộn xộn quá. Quên. Bộ nó luyện bí kíp thần công gì sao mà bế môn nhập quan mày? Người ta bế môn nhập quan á là luyện bí kíp thần công. À. Còn chỉ hả bế môn nhập quan để đọc thơ mèo đó. Lành yêu dấu, sở dĩ tới bữa nay anh mới viết được những dòng chữ này về cho em là vì mới chân ướt chân ráo lên đất Sài Gòn, phải bận rộn lo nơi ăn chốn ở, sắp xếp chuyện bằng ăn. Anh cúi đầu xin em lượng thứ, đừng rủa, đừng quở, tổn thọ anh tội nghiệp. Xì, cái thây dần dần như là thất thịnh, ở đó là lo chết non. Nhớ em quá chừng, họ ở dưới, ngày nào mình cũng gặp nhau. Anh mừng gì, cũng có em tới lui nhắc nhở. Bây giờ trơi trọi mình ên, thiệt tình anh chới với. Chàng ơi, biết trước mà, không có tôi là như thằng què mất gậy mà. Nhưng mà đờn ông con trai, ráng chịu khó phải tự lập cho quen lần. Chừng nào gầy dựng được sự nghiệp á, vì mình làm đám cưới, tôi hứa tôi đeo sát bên lưng mà hết sợ cu kia nữa. Khổ ghê đó. Nói vậy chứ rồi trời thương, trời không có phụ bỏ người lành đâu em à. Anh đã có con
chuyện bằng tử tế. Đây là xí nghiệp tầm cỡ đàng hoàng, cơ ngơi hiện đại, ngày ngày lao động 8 giờ, nhiều bữa mần thêm ca 2, ca 3, dầm sương giải nắng, chạy ngược chạy xuôi. Nhưng thiệt ra thì cũng không có cực nhọc gì mấy. Có điều là gặp chủ nhật á, ngày lễ thì phải hoạt động liên tục 24/24, không để lọt một phi vụ nào. Ủa kỳ vậy ta, mần cái giống gì mà dầm sương giải nắng, chạy ngược chạy xuôi, chủ nhật ngày lễ còn hoạt động 24/24 nữa, không để lọt phi vụ nào là sao? Nói cho em rồi, chủ nhân anh là một người vui tánh, tốt bụng, còn bạn bè toàn là những đồng nghiệp hiền hậu dễ thương, ai nấy đều sẵn lòng nâng đỡ, vừa giúp anh nên thân nên phận, anh được trả lương hậu hỷ, mọi thứ đã có chủ bao, chỉ tiêu xài lặt vặt, tốn hao chút ít. Theo lời em dặn, anh chắc mót để dành để dùm, mỗi tháng mà dư ra cũng cả 100.000 đồng chẳng. Nếu gặp anh cứu ngon ăn, không chừng còn được chia bộn hơn nhiều. Thí tỷ ha, mọi việc suôn sẻ trơn tru, mỗi tháng mình cũng bỏ ống heo 200.000, mỗi năm 2-3 triệu, 10 năm là nắm chắc 5-7 cây vàng, dư tiền mừng đám cưới rồi em à. Trời ơi, một cây đủ rồi, đợi 10 năm đặng cho thành răng long đầu bạc mới đám cưới chắc à. Ông này thiệt à, không được. Ông này ha, buông lơi ra có ngày đi ăn mài luôn á. Không trộm cắp thì cũng karaoke bia ôm nó giết không còn một đồng. Thôi, điều này chắc tôi phải lên trển tôi kèm cặp chỉ đạo cho ông mới xong. Giấy trắng mực đen, thư vắn tình dài, anh có mấy hàng thăm em cùng quý quyến an khang vạn sự như ý. Hẹn ngày mai sỏi đắc thương phùng, miên diễn thương em nhiều nhiều. Xì, thương mà không dám nói là hung tàn cái, thấy ghét à. Xin sự phiền phức. Tuần lễ này thu hoạch được cao, phần của mỗi người á được chia 200.000. Quá đã quá, đã quá. Sảy lên nha. Dạ. Phân phát cho từng người đi cưng. Dạ sư tỷ. Ngầu củ vàng nhận phần mày. Đưa tiền quá tiền ơi. Trời. Lâm đầu gấu. Đây. Ê, đợi nghe, đợi nghe. Chúc hai đứa mình hùng tiền đi karaoke trời. Dạ mày. Ai can du, ai can du. Gà cô. Trời ơi, chói tài quá bà ơi. Tài quá. Dạ. Có chi bằng không? Có, đây nè. Trời, cảm ơn nha. Nè, đỡ nè. Quẻ quá. Nhưng mày nhớ đó nha, cấm là đem cúng cho ông thần bài cào đó nha mày. Mạnh sừng bò. Mạnh sừng bò,
Mạnh sừng bò, trời ơi, chạy nhanh đi bò bò ra đây chứ em biết à. Mạnh sừng bò đây, có chích điện bò cũng dẫn tới. Nè nè mày nhớ đừng có tới mấy ổ chích nha, mất công tao đi thăm nuôi á. Nó bậy mày. Nè, còn phần còn lại là của Liễu Xí Sòn. Và cuối cùng mời tân binh Tấn Hiệp Sĩ. Cô Liễu ngạo tôi hoài, mang ơn làm phước là bỏ hai chữ hiệp sĩ giùm tôi đi. Kêu Tấn cù lần hay là Tấn lơ mơ nghe còn được. Đâu có được. Mi là hiệp sĩ thứ thiệt mà. Không nói như vậy á, Mi mà không giỏi coi sư tỷ thủ lĩnh đâu có tuyển Mi làm cận vệ, phải không mày? Phải không? Đó là tại tôi không biết bấm dây chuyền. Nhiều chuyện. Lãnh tiền xong rồi rút. Tôi không lãnh 200.000 đâu. Trời ơi. Có một tuần lễ mà bi nhiêu đó nhiều quá. Trời ơi. Cho tôi 50 đủ rồi. Trời ơi, ngu quá. Thằng điên, thằng khùng. Trời ơi, ngu ơi là ngu. Ê. Tiền mà nó cũng chê nó. Thằng mặt thịt. Bộ mày mát hả mày? Nó có mát đâu. Bạn mình. Bộ bạn mình sợ nặng túi hả? Sợ thì đánh đi. Xong rồi đưa đi. Gà cầu giữ giùm cho chắc. Nhanh đi. Thôi 50 đủ rồi. Bảo đảm mà. Nó nghe nè huynh đài, luật ở đây là ăn đồng chia đủ, không được quyền chia ít mà cũng không được quyền kêu nhiều. Cầm đi, chị hai giận bây giờ. Đây đây mày, cầm biết đi. Chưa? Nè, tích cốc phòng cơ, biết chưa? Ê, cha nội, lỡ tuần sau trớt quớt rồi. Im đi, cái miệng suối quẩy. Giải tán. Giải tán kìa, nghe chị hai nói không? Trời ơi, theo hộ tống sư tỷ mau đi. Chờ cái gì nữa, bả giận bây giờ đấy nè. Đi đi. Nhưng mà cái gì mày đi hả tao? Trời ơi, cho vừa nha. Trời đã tối rồi, về đây cô Kiều. Tôi muốn ngồi đây thêm một lát nữa. Bữa nay hình như cô có vẻ không được vui. Thiệt sao? Tôi lúc nào cũng vậy mà. Thường ngày cô ít nói là vì cô nghiêm. Còn mới rồi thấy con mắt cô nhìn xuống dòng sông là tôi biết cô buồn. Anh chỉ giỏi đón mò thôi. Không phải đâu. Hồi ở dưới quê đó, lúc nào buồn á thì tôi cũng hay ra bờ sông ngồi nhìn xuống nước chảy. Nhưng đó là anh chứ không phải là tôi. Cô thấm lạnh rồi.
trùm lại áo tôi che bớt gió. Nè, hỏi thật nhé, anh thích làm hiệp sĩ lắm phải không? À, không có. Chẳng qua đàn ông con trai. Biết rồi. Lại đây, lại đây ngồi gần tôi cho ấm. À, khỏi, tôi đứng đây được mà. Lại đây ngồi đi, anh nhường áo cho tôi, anh không thấy lạnh sao? À, anh nhầm gì, ở dưới quê trời đang lập đông đó. Tôi còn cõi trần xuống ruộng bắt ốc mò cua bắt chuột. Chứ không phải anh không dám ngồi cạnh tôi vì anh sợ tôi. Thiệt tình. Cũng hơi ớn. Anh chị em họ nói đàn ông con trai nào đụng tới cô là cô hạ nóc ao liền. Như bữa mới gặp á, ở ngoài bến xe đó, cô quăng tôi một cái thiếu điều nín thở luôn rồi đó. Tôi ghét đàn ông. Bởi vậy cô biểu tôi ngồi gần, ngủ nổi tôi cũng không dám nữa. Trông anh thật tức cười. Bộ tôi giống mấy ông danh hài lắm hả? Không, giống Tiết Đình Sang gặp Phạm Lê Quê thì có. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao anh không trở về quê mà còn nấn ná với cái băng bụi đời này làm gì? Thì tại kẹt, tôi đã lỡ hứa với em lành của tôi, chừng nào kiếm đủ tiền bằng đám cưới tôi mới về. Vậy thì anh sẽ chẳng bao giờ có ngày về đâu. Bởi vì cái nghề này chỉ là một thứ phiêu lưu qua ngày đoạn tháng, không phải để toan tính chuyện tương lai. Không tương lai, cô theo đuổi bằng gì? Tôi cóc cần tương lai. Cô nói nghe sao thê thảm quá. Khi một người đàn bà đã chán ghét đàn ông, đã căm hận đàn ông, tất nhiên đó là một thực tại thê thảm rồi. Anh biết không, hồi nhỏ tôi cũng từng là một cô gái nhí nhảnh, hồn nhiên. Một nữ sinh tỉnh lẻ nuôi nhiều khát vọng trong cuộc đời. Bất hạnh của tôi là có một ông dượng ghẻ không có lương tri. Chuyện xảy ra như ta thường bắt gặp trên màn ảnh, trong tiểu thuyết. Rồi một hôm, má tôi vắng nhà, ông ấy đã cưỡng hiếp tôi, bị tước mất tuổi thơ. Tôi bắt đầu già khi mới vừa 16. Tôi kinh tởm ông dượng ghẻ, tôi căm giận cả má tôi. Thế là tôi bỏ trốn đến Sài Gòn. Hoàn cảnh cô buồn thiệt. Nhưng mà không lẽ chỉ vì một lần đó mà cô đâm oán ghét hết thảy đàn ông à? Đâu phải chỉ một lần. Có tiểu thuyết nào lại đơn sơ ngắn ngủn vậy anh? Lên Sài Gòn, tôi đứng bán hàng cho một cửa hiệu tạp hóa, cũng tạm sống được. Đối diện chỗ tôi làm có sạp sách báo, chủ sạp còn rất trẻ, đeo kính cận, dáng vẻ nhút nhát trầm tư, tỏ ra là một người có học thức. Tôi thường ghé qua sạp ảnh mua các tạp chí phụ nữ thời trang, còn anh ấy thỉnh thoảng qua chỗ tôi mua vài gói mì tôm, bột giặt. Hỏi ra mới biết anh sống độc thân. Hai bên dần dần quen nhau từ đó. Ngày hai buổi, anh đạp xe đưa tôi đi, đón tôi về. Cuối tuần, hai đứa đi xem cine, đi picnic. Anh kể chuyện đời ảnh, tôi kể chuyện đời mình. Anh nói, nỗi bất hạnh của tôi chỉ khiến anh thương yêu tôi nhiều hơn. Thế là tôi yên tâm trao thân cho người con trai thanh lịch đó. Rồi một ngày đẹp trời, tôi không thấy anh đến đón tôi. Ra cửa hàng, thấy sạp sách báo bên kia đường biến mất. Ngỡ anh lâm bệnh. Hết giờ làm việc, tôi đi thẳng đến nhà trọ tìm thăm. Mở cửa tiếp tôi là một người đàn ông xa lạ. Hắn cười nham nhở. Biết thế nào người đẹp cũng đến mà. Ông là ai? Ông không phải là người tôi muốn gặp. Nhưng ngoài tôi ra, ở đây không còn ai khác nữa. Vậy người thuê căn phòng này? Tôi đây, bây giờ là tôi. Người tiền nhiệm đã sang nhượng lại cho tôi căn phòng. Hả? Và cả cô bạn tình của anh ta nữa. Ông làm gì vậy? Ông buông tôi ra. Mở cửa.
anh ta đã lên máy bay với cái xuất cảnh rồi. Bây giờ đang nhẫn nhơ đâu đó trên bầu trời được chỉ đại tây dương. Ông nói láo. Anh ta có nhờ tôi chuyển lại cho cô bức thư này. Tôi đọc cô nghe nha. Kiều em, anh đi mà không cho em hay trước, vì muốn tránh cho em cảnh tiễn biệt đau lòng. Nhưng em không phải lo đơn độc, hụt hẫng trong cuộc sống. Một người bạn rất thân sẽ thay anh chu toàn mọi thứ cho em. Gấp quá, anh chỉ viết được ngần này. Mong em thông cảm. Ký tên Vinh. Bình tĩnh, anh sẽ tử tế với em mà. Lại đây, lại đây. Tôi trở thành cọp cái từ đó. Tâm hồn tôi chai sạn, trái tim tôi lạnh đá. Tôi không còn run sợ trước bất cứ thứ gì. Cũng không cho phép bất cứ ai lừa gạt hiếp đáp mình lần nữa. Tôi nhìn đàn ông như nhìn cây khô cỏ dại bên đường, như rác rưởi. Sương đã xuống nhiều, tôi đốt cho cô điếu thuốc nha. Cảm ơn. Nhưng tôi không thích. Lạnh. Trời lạnh mà cô. Lạnh. Nhưng trong lòng tôi không lạnh. Có lẽ tôi sẽ bỏ luôn thuốc lá từ đêm nay. Vậy thì tốt quá. Người ta nói hút thuốc giảm tuổi thọ đó. Đúng. Nhưng đã lâu tôi không thiết đến chuyện sống chết của bản thân mình. Nhưng bây giờ thì khác. Tôi thấy cần phải lưu tâm. Cô làm tôi mừng quá. Cái gì mà khiến cô đổi tính ngon như vậy nha cô Kiều? Anh muốn biết à? Anh đó. Tôi phải. Phụ tôi còn nói ra đuổi nó đi sớm nữa. Trong nhà này hả? Chị hai xếp xong á, tía có nói vô cũng phân thua vậy đó. Bà nhớ ông Tấn tới gáo rồi. Mày nữa, hai tía con một giọt. Hổ phụ sanh hổ tử mà má. Uống chổi lên đầu mày. Nè con, nè con. Con cái đầu mà ai cũng dành đánh hết trơn. Thằng ông dở trời. Thôi mà bác Tám, hai bác cứ để cho chị Lành lên trển vài bữa, coi anh hai con mừng ăn sao rồi chỉ gì. Chuyện nhà chuyện cửa hú con qua con tiếp cho. Ờ, đơn giản vậy chứ có phải là kinh ca đi thích khách Tần Thủy Hoàng đâu mà cản đoạn hoà. Trật lắc à, con gái theo trai phải nói là chiêu quân trống hồ chứ. Tía thiệt á, chăm chích con hoài à. Tía không dám chăm chích đâu, tía pha trò cho má bay vui thôi. Con cái đời bây giờ lớn lên mạnh đứa nào đứa nấy nhảy, chỉ còn thui thủi những cặp vợ chồng già ở lại hủ hỉ với nhau. Thời buổi nó vậy. Cái ông này lâu lâu nói câu đứt gan đứt ruột người ta. Ông ơi, ơi, nhiều khi tôi không phải lên tiếng, ông đừng giận tôi nghe. Ông nghe
giận bà tới bữa cơm tôi ngồi ăn với ai đây. Thôi 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 thôi, giảng tuồng chiêu quân đi mất tiêu rồi. Trời đất ơi, khóc hết nước mắt mà nó cũng đành đoạn chia tay. Good morning, chào buổi sáng cậu Vinh. Morning. À, bà bác Ngôn à? Dạ. Rồi bác mang chậu lan đi đâu vậy? Đi lựa lan lựa lựu. Lựa hết trong vườn rồi. Gần 100 chậu mới chấm được cái chậu này đó nghe. Tính đem vô treo ở trên cửa sổ phòng khách á, cho nó mát con mắt chơi. Tôi thấy phòng khách nhà mình nó thiếu thiếu cái gì đó. Thì ra còn cần phải có vài nét chấm phá của màu xanh. Đúng rồi. Very good. Đúng rồi. Cậu yên tâm đi. Nay mai tôi gọt giũa xong cái lứa trúc nhật á nghe, tôi rinh hết vô chân vòng vòng ở trong nhà đó, là cậu có cả một trời xanh tê tái, một khu rừng Amazon luôn á. Thôi đi, thêm một cặp nữa là vừa rồi. Xanh quá hả? Người ta tưởng trong nhà mình có người đa ban. Rồi chơi với cậu cho vui vậy chứ. Cậu khỏi cái dặn tôi. Tôi là chuyên gia cây cảnh đẳng cấp quốc tế mà. Ủa gì kỳ vậy? Ủa tiếng ai vậy? Giữa ban ngày mà dứt dọc à? Bọn phải chết với tôi. Ê cậu Vinh. Cậu Vinh ơi, đừng có xí vô chuyện người ta. Trời ơi. Đứng lại. Em phải xe đây. Đứng lại, đứng lại. Stop, stop. FBC hả? Trời ơi, mạo danh FBC hả? Tù lục xương nghe con. Giọt lẹ lên. Ây da, trời ơi, trời ơi. Ui da. Ủa? Anh có sao không anh? Có thương tích chỗ nào không vậy? Hơi ê ẩm bộ ba sườn. Nếu có sao, chắc cũng không sao. Nghe anh hô là SBC, tôi tưởng thiệt mừng muốn chết. Ai về anh té chỏng gọng. Còn tôi á, mất hút vỏ đồ rồi. Ý, mà cũng hên, cái này không mất. Gì vậy? Trời đất ơi, tưởng vòng vàng châu báu gì. Ai ngờ miếng giấy dụng. Giấy dụng là của anh, nhưng mà là cứu tinh của tôi. Không có nó kể như mù á. Chà, chắc bùa phép gì đây phải không? Không, địa chỉ, số nhà bà con tôi mà. Đâu coi coi. Ủa, sao kỳ vậy? Đúng ngay số nhà này. Nhà này á hả? Hả? Chàng ơi, không lẽ chú Tư Tèo trúng số độc đắc á trời. Mà chúng độc đắc cũng làm gì mà sắm nổi cái villa bự dữ vậy? 300 cây đó, mời cô. 300 cây vàng. Ủa, mà sao anh rành dữ vậy? Thì nhà của tôi bỏ tiền ra xây. Tôi không rành thì còn ai rành nữa chứ. Nhà anh? Thiệt chơi vậy? Số nhà này là địa chỉ của chú Tư Tèo mà. Dễ hiểu thôi. Một là chú Tư Tèo ghi lộn, hai là chú Tư Tèo trát cô. Nhưng còn một điều nữa. Ba là anh xí gạt tôi phải không? Gạt cô chi? Để lấy vàng lấy bạc hả? Làm sao lấy được? Anh chắc trong nhà này không có chú Tư Tèo hả? 1000 chú Tư Tèo cũng không có. Còn anh Tấn có không? Tấn cũng không có luôn. Kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Vậy là tôi chết rồi. Đừng có chết, cô đừng có chết. Tôi mất hết tiền bạc. Tôi không gặp chú Tư Tèo. Sống sao nổi nữa mà không chết. Nhưng mà cô đừng có chết ở đây, hại tôi lắm. Vậy anh muốn tôi chết chỗ nào lận? Tốt hơn là cô đừng có chết chỗ nào hết. Cô còn trẻ, muốn sống lâu đâu có khó. Sống thì không khó rồi. Nhưng mà sống sao đặng mà cho nó trong sạch nguyên lành á, không có dễ đâu nghe anh ơi. Cậu Vinh ơi. Vô đây thưởng thức màu xanh nè cậu Vinh. Bá cháy bò chét luôn đó. Ủa, ai vậy cậu? Người từ cổ trên xuống. Vậy sao? Chú Tư. Ủa cái gì kỳ vậy? Trời. Cái gì kỳ vậy? Trời. Tại sao nắm tay tôi vậy? Nè nghe, đừng nghe. Nếu kéo người lớn tuổi là tội lắm á nghe. Chàng ơi, chú Tư quên con rồi hay sao? Con lành nè. Lành nào? Lành chị thằng Cóc á. Con thầy tắm thuốc nam cây lẫy nè. Ủa, nói vậy mày là con lành đấy hả? Con lành nè. Vậy sao? Tao nhớ rồi. Trời ơi, vắng có mấy năm
mà ra đường gặp bay chắc tao không dám ngó quá. Ủa, vậy ra cô này là người quen của bác Ngôn à? Ờ, bà con ở dưới quê đó cậu. À, vậy mà nãy giờ cổ cứ hỏi tư tèo hoài. Tư Tèo là tên tôi hồi nhỏ ở dưới quê á. À, còn giấy khai sinh tên là Trần Văn Ngôn. Ừ, xuống với tôi mà hỏi bác Ngôn, đố ai biết ổng, ai biết cái tên trong khai sinh của ổng đâu, kêu ổng Tư Tèo không hả? Vậy đó cậu, ở dưới quê lộn xộn vậy đó. Sao, ở dưới bà con mình mạnh giỏi hết phải không cháu? À, chồng con gì chưa? Dạ, cũng sắp sắp thôi hả. Vậy hả? Thằng nào vậy? Thì ảnh. Ảnh nào? Ảnh ở trong nhà. Cái gì vậy? Nè, cô mới gặp tôi, tự nhiên cáp cho bất tử vậy? Không nên nha con. Giỡn như vậy là quá trớn đó nghe. Cậu Vinh từ bên Úc Đại Lợi mới về thăm nhà đó nghe. Anh ở đâu về mắc mới gì tới con mà chú Tư phân bua chi vậy? Con đang nói chuyện anh Tấn mà. Tấn hả? Tấn nào? Tấn anh con én, cháu ruột của chú. Nhớ rồi. Bay nói sao? Sắp mừng chồng bay hả? Được đó nghe. Tấn là được á. Mày mà lấy nó là thêm khắng khích gia đình hai bên đó nghe. Ủa, vậy chứ hổng rày ảnh chưa có tâm sự gì với chú ha? 3-4 năm nay có gặp nó đâu mà tâm sự. Ủa, anh kiếm chú hơn nửa tháng rồi sao không gặp? Nếu gặp, không lẽ tao sợ bây tao chối hả? Ủa, gì? Chú không chối à? Rồi anh đi đâu rồi? Đi đâu, tao đâu có biết đi đâu. Trời ơi. Oh, very difficult. Rắc rối quá. Gì kỳ vậy? Sao đang ăn nên làm ra bỗng nhiên hạ lệnh giải thể, sư tỷ mang con bỏ chợ hả? Trời ơi, rồi giải thể rồi giờ đi về đâu? Về đâu thì leo lên xà nhà cột một sợi dây thòng xuống, thắt một cái vòng đút đầu vô, nhảy một cái rột nghỉ hả? Trời đất ơi, trời ơi, gì vậy? Làm chi cho mất công? Đề nghị sư tỷ phát cho mỗi đứa một chai thuốc rầy, uống cái là đứt bóng hả? Trời ơi, nghe ghê quá. Ôi im đi, im đi. Tất cả nghe nè. Tôi tuyên bố giải thể băng nhóm bụi đời, chứ có nói là giải thể tình nghĩa anh em đâu. Vậy hả? Ê, vậy là còn hy vọng nha. Ê, chư đạo hữu yên tâm. Chúng ta đã nhiều ngày chia cơm sẻ áo với nhau, những ngày sắp tới vẫn no cùng no, đói cùng đói. Đã thề đồng sinh đồng tử rồi mà. Tuy nhiên cái nghề đứng bến xe giật dọc không thể là cuộc sống bền chắc, phải chọn con đường khác thôi. Đúng rồi. Chị Hai nói đúng chí. Bính cùng sảnh khó ăn á thì mình xây qua chơi cù lũ dắt. Đúng rồi. Cù lũ dắt này. Đi, nó bậy không à? Nhỏ này có máu me cờ bạc không bỏ hả? Này tao nói mày cái lời của sư tỷ nói nè. Ý sư tỷ muốn đổi địa chỉ mình, chuyển tụi mình từ bến xe ra đứng chợ Bến Thành. Trời ơi thằng quỷ. Nín này. Nghiêm túc nha, mạnh sừng bò. Không phải lúc nào cũng tào lao được đó nghe mày. Đúng. Bây giờ tào lao là tự diệt, không đứng được với đời đâu. Trời mà sư tỷ ơi, biết vậy rồi nhưng mà sư tỷ định cho tụi này làm cái gì? Đâu cứ đứa nào biết nghề ngỗng gì đâu. Đúng rồi đó. Chết luôn á. Đúng rồi đó sư tỷ. Buôn bán thì lại không có một ten dính túi, mà làm cô làm thầy thì tụi mình không biết một chữ lẫn lưng. Chết luôn á, không được đâu. Các bà yên tâm, nhưng mà anh em mình có tài, nhặt nổi là chưa đem xài đúng chỗ của nó mà thôi. Tài gì? Cái thằng này nó bảo mình có tài gì hả trời? Trời ơi. Thiệt á, nói tao gì đó có nè, tao có tài nè. Tài gì? Tao có tài nhả khói phun mây. Trời ơi. Vậy là tao biết rồi, tao cũng có tài nữa nè. Tài gì? Tài của tao là tài sát bay cao, thủ năng con ách. Trời ơi, mày nói ngay của bà quay. Thôi im đi. Im kìa. Sáng kiến này á là do anh Tấn đề xướng. Tất cả hãy yên lặng để nghe anh ấy trình bày. Nói đi anh Tấn, nói đi anh. Nói đi anh. Chẳng là vậy, tôi thấy anh em mình thường ngày ca hát nghe rất là lọt lỗ tai. Vậy mình thử ráp nhau lập một ban nhạc đi kiếm cơm. Không chừng có ăn mà không sợ ai chê cười hết. Hát hả? Được không? Hát hả? Trời ơi, mình thường người biết thì hát mấy giờ kỳ lắm. Tại tao cũng biết ca. Tao đã cười cho thúi cái mặt đó.
Nhè thằng Lâm đầu gấu này mà kêu lên sân khấu cầm micro làm ca sĩ hả? Trời má ơi, không dám đâu. Tao mà lên đó tao rung hồi là tao tè ra quần luôn á. Các bạn yên tâm, bởi vậy mình phải bỏ công ra tập, phải khổ luyện, phải cực khổ chịu khó mới được. Trời ơi anh Tấn ơi, nói nghe nè, chịu cực chịu khổ thì cả bọn này quen rồi, nhưng mà hỏi liệu có ai chịu bỏ tiền ra mướn cái ban nhạc buổi đời tụi mình hát cho họ nghe không đã? Có không? Trời ơi có không? Im đi, nghe tôi nói nè, tôi bảo đảm có, nhất định phải có. Trong tay ta hát cho nắng mai tươi hồng và con tim tràn bao khát vọng, vì cuộc đời nên yêu, vì ngày mai tương lai tươi sáng, ta có nhau trong đời cùng dìu nhau vượt qua đêm tối. Hình như mưa sớm hay cả. Ôi trời ơi, trời ơi con Lành, Lành, tao nhờ bay tứ bông tứ kiển, đâu có biểu tứ lên đầu tao đâu. Ủa, ôi chú Tư ngồi đây nãy giờ sao bị con không thấy? Xin lỗi chú Tư nghe. Trời ơi, hai con mắt bay phóng ra ngoài đường hoài, làm sao mà thấy tao? Chú Tư chờ con chút. Tôi thông cảm nghe, tại con lo cho anh Tấn quá à. Không biết giờ này anh trôi dạt ở đâu đây nữa. Tuổi nó thời tao đã là con cái đầy đàn rồi, có phải con nít đâu mà bay sợ lạc sợ dụ, anh sợ coi... người ta gạt. Chú, anh coi sầm sầm vậy chứ khờ ịch hả? Mần gì cũng phải có con đứng cố vấn, không hả là bể bạc ráo trơn à. Hèn chi nắm địa chỉ tao trong tay mà nó còn đi lạc. Lạc giữa đất Sài Gòn này còn đỡ á nghe, lạc tuốt ra Đà Nẵng, Huế hay Hà Nội, Hải Phòng thì thôi vô phương. Cái gì vậy? Gì kỳ á? Sao khóc? Lâm cũng mất tinh thần quá. Cái gì mất tinh thần? Thôi phải biết tiên liệu chứ, ở đời hơn thua là ở chỗ đó đó, hiểu không con? Bác Ngôn này thiệt. Dạ. Bác Ngôn. Dạ. Trời ơi khổ bác quá. Dạ. Tôi đã nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần mà bác không nghe. Bác làm tôi xấu hổ quá. I'm sorry. Ủa mà tại sao tôi lại sorry? Tôi có lỗi gì đâu. Tôi có sai trái gì à? Cậu nói tôi nghe, cậu phân tích cho tôi hiểu, tôi thông suốt chứ. Cậu nói nhắc đi nhắc lại tôi làm sao? Tôi đã dặn bác rồi, cô Lành là khách, không phải là người giúp việc. Bác lại bắt cổ xách nước tưới bông là sao? Đâu có ai bắt tôi đâu cậu chủ. Tôi tự nguyện mà, dân nhà quê ngồi không tay chân chịu không có nổi. Nhưng cô đừng làm như vậy,
Người ngoài nhìn vô, người ta nói tôi lợi dụng, thừa lúc cô lỡ bước lỡ đường, rồi ép lao động không công. Chuyện đó dễ mà, đứa nào xấu miệng thì mình chửi nó. Cậu để tôi. Thôi, chửi lộn lại người ta không mà dành. Nhưng tại sao cậu nói tôi nói này nói nọ, nhắc đi nhắc lại tôi làm chi vậy? Đây nè, tôi đang có niềm vui lớn. Gác lại cái chuyện chửi lộn đi ha, nó không hên đâu. Bây giờ nè, xin mạn phép mời bác Ngô và cô Lành vào phòng khách để tôi thông báo một biến cố bất ngờ. Ủa gì kìa? Dạ. Mời dạ, bác. Dạ cảm ơn cậu. Mời Lành. Dạ. Cậu Vinh cho uống ly rượu. Hy vọng cậu đừng thông báo cho tôi thôi việc nghe. Không vui đâu nghe. Cho bác thôi việc. Rồi không lẽ tôi bỏ má nuôi của tôi ở bên Úc để quản lý cái villa với khu vườn cây cảnh này? Vậy chắc là cậu chủ sắp tuyên bố cưới vợ rồi. Thanh niên cưới vợ là chuyện bình thường, đâu có thể gọi là biến cố được. Bí mật quá ha. Tôi xin chịu thua đó. Cậu có gì vui nói phất cho chú cháu tôi mừng coi. Vắn tắt là tôi nắm bắt được một cơ hội thực hiện ước mơ nghệ thuật, đầu tư cho văn hóa nước nhà. Vậy là cậu chủ tính quay phim hay là soạn tuồng hay là viết tiểu thuyết? Không, tôi vừa nhận lời giúp đỡ một ban nhạc. Như vậy là có nghĩa là cậu mừng bầu xô phải không? Không, chỉ là Mạnh Thường Quân, nhà tài trợ. Tài trợ là bỏ tiền ủng hộ đó chú Tư. Biết rồi, bay khỏi cần cắt nghĩa. Tài trợ đua xe, tài trợ đá banh, tài trợ thi hoa hậu, tài trợ người mẫu, ngày nào tao không nghe. Nhưng mà đặc biệt á, ban nhạc tôi tài trợ là những tài năng xuất thân từ giới bụi đời. Họ muốn giả từ bóng tối, sống đúng nghĩa hai chữ công dân. Hay quá. Ngon lành, như vậy là hết ý đó nghe. Thôi, xin chúc mừng. Chúc mừng. Rồi, xin mời. Cậu Vinh thiệt là tốt bụng á nghe. Giống in như bà chủ hồi còn ở bên này á. Bà chủ nhận cậu làm con nuôi quả là thiện nhân tương hợp đó nghe. Ủa sao vậy? Gì kỳ vậy? Coi, tôi nói vậy bộ phải sao mà cậu trông có vẻ buồn vậy? Hoàn toàn không phải bác à. Bác nói sai rồi. Tôi chưa bao giờ là một người tốt bụng. Tôi không xứng đáng chút nào với mẹ nuôi của tôi. Ủa gì kỳ vậy? Tôi đích thực là một tên hư đốn, bẩn thỉu. Chú. Ôi trời ơi. Chú. Sao bị ốc trâu vậy trời? Sao vậy? Anh ơi. Dạ. Hiện tượng đột xuất kiểu này có bộ hỏng hạp. Để tao ra giường mừng việc dễ chịu hơn bay ơi. Ôi, cháu cũng đi theo chú luôn chứ ở đây bằng gì? Bậy, cậu đang trong tình trạng biến động, phải có người canh chừng. Chứ rủi xảy ra cái sự cố ai vô đây chịu trách nhiệm mày? Đứng đó, có gì hú tao? Gì kỳ vậy? Mộ không? Khi không ạch giữa đàn mang vô cổ. Cậu chủ. Cậu khỏe lại chưa? Cậu đừng mừng, tôi sợ quá. Cô Lành à, tôi bậy lắm. Kìa, cậu, sao mắt chi cậu tự dằn vặt mình vậy? Chứ không phải cậu vừa làm được một việc nhiều ý nghĩa đó sao? Ý nghĩa gì? Chẳng qua là tôi đang trả nợ, một món nợ của lương tâm. Món nợ trả không biết chừng nào mới đủ, mới hết được. Cậu thiếu người ta bao nhiêu mà khổ dữ vậy? 100 triệu không? Hay là tới 1 tỷ? Nhiều lắm. Không phải nợ tiền mà là nợ tình. Chà, cái đó khó trả thiệt đó. Cô biết không, trước ngày xuất cảnh tôi đã phụ rẫy một người. Vậy mà không hiểu sao ông trời không trừng phạt tôi, lại cho tôi được nằm trên đống vàng từ một bà mẹ nuôi giàu có. Con người ta mỗi người một phần số. Có điều nếu mà cậu muốn hưởng phước lâu dài á, thì cậu nên đi tìm người mà cậu phụ rẫy ngày xưa đó, đặng mà chuộc tội. Có, tôi đang làm việc đó. Ủa, vậy là cậu gặp người ta rồi hả? Có gặp. Wow. Mới gặp hồi sáng này. Cô ấy đi trên đường, dễ hấp tấp vội vã. Tôi đuổi theo. Kêu. Ông là? Anh đây.
Anh là Vinh nè. Xin lỗi, tôi không quen ông. Kìa, Kiều, nghe anh nói đã. Buông tôi ra. Anh xin lỗi em mà. Buông tôi ra, nếu không ông đừng có trách. Kìa Kiều, anh năn nỉ em mà. Kiều, em giết anh cũng được, nhưng mà hãy nghe anh nói. Tôi không muốn gặp ông, tôi kinh tởm ông, tôi căm thù ông. Đúng, kinh tởm là đúng, căm thù là phải. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm chứ. Anh có thể chết được không? Anh có can đảm chết không? Nhưng nói tóm lại, tôi không cần bất cứ thứ gì của ông hết. Ông từ nước ngoài về, trông ra dáng con nhà giàu hào phú, dư tiền dư của, khác hẳn ông chủ sạp báo ngày xưa. Nhưng với tôi, ông đừng mong trả giá bằng tiền. Kiều, sao em nóng quá vậy? Em suy nghĩ lại đi. Tiền bất nghĩa bất nhân, đúng là tiền dơ bẩn. Nhưng tiền của một kẻ biết sám hối ăn năn cũng có chỗ để dung tình chứ. Đôi khi tiền có thể giúp chúng ta qua cơn túng ngặt, có thể san bằng mọi khó khăn, hay là có thể... Anh câm đi. Tiền, anh có được bao nhiêu tiền mà khoe khoang khoác lác vậy? Em cần bao nhiêu anh sẽ đáp ứng. Được, tôi cho anh một cơ hội đó. Tôi đang cần, cần rất nhiều đấy. À, tôi hiểu rồi. Thì ra là cái ban nhạc mà cậu nhận đỡ đầu là của cô đó hả? Vâng, đúng như vậy. Vậy là gương dở lại lành rồi. Qua trận này hen, đảm bảo cậu với cô ấy sẽ tái hợp hoàn duyên. Không đâu lành à. Cô ấy hận tôi lắm. Cô ấy đã có người yêu mới rồi, một chàng trai chất phác, thật thà, nhưng rất giàu ý chí tiến thân. Dạ, kính thưa quý vị, Áo Gió Bùi Hồng xin hân hạnh ra mắt quý quan khách, thân hữu đồng nghiệp và bà con khán giả thân mến. Thoát ra từ bùn đen của xã hội, chúng tôi đi tìm ánh sáng cho cuộc đời. Ê lành, thằng nào anh nói nghe được quá mày. Chú ơi, sao con thấy giống anh Tấn quá à? Ổ đi, người giống người. Thằng Tấn mần gì mà diễn thuyết trơn tru vậy được, mặt tài sáng láng vậy được mày. Lành à, dạ. Chàng trai trong mộng của cô Kiều đó. Vậy hả? Sao giống quá chừng à? Cô nói giống ai? Chúng tôi đã hãnh diện nhìn thẳng vào cuộc sống. Ngoài ý chí bản thân, chính yếu là nhờ sự ưu ái giúp đỡ của nhiều những tấm lòng hào hiệp, những bàn tay chiều mến cảm thông. Đặc biệt, chúng tôi xin tri ân nhà Mạnh Thường Quân, giàu tâm huyết, ông Hà Xuân Vinh, người đã góp nhiều công sức để khai sinh Áo Gió Bùi Hồng. Cảm ơn quý vị khán giả. Chúng tôi xin được mạn phép dành nói nhạc đầu tiên trong đêm ra mắt ban nhạc trẻ Áo Gió Bùi Hồng cho nhà Mạnh Thường Quân, Hà Xuân Vinh. Xin mời. Xin cảm ơn, cảm ơn. Trong tim vơi theo những ngày đi qua,
trước kìa, hai thằng này hao quậy hăng dữ. Nếu đúng là họ thì cũng không sao, đã nói họ xuất thân từ giới bụi đời mà. Hỏi tụi nó bụi đời không biết làm sao, chứ bây giờ tụi nó hát coi cũng được quá chứ, đâu có thua gì ca sĩ thứ thiệt đâu phải không? Anh Dịch có nhân quan không? Đúng, coi chàng và nàng kìa có đẹp đôi không? Đẹp lắm, hèn gì mà lặng mất tiêu luôn à. Úi da, ủa cái gì kì vậy? Tại sao tao đang coi ăn giống tao vậy? Nếu là bỏ đi luôn vậy hả? Ủa bác, mà lành chạy đâu vậy bác? Đi đâu tao đâu có biết, tự nhiên nhéo tao à. Tại sao mày còn ngồi đó? Đi theo nó coi. Dạ. Như kì vậy. Làm tôi chạy kiếm muốn hụt hơi vậy đó. Sài Gòn buồn quá. Tôi muốn về Cây Lậy. Về Cây Lậy thì cũng phải đợi tới sáng. Chứ nửa đêm, nửa hôm như vậy, xe đâu mà cô về? Mà về Cây Lậy chưa chắc đã được vui. Đúng vậy. Một khi mình có chuyện buồn, dù lên tới trời cũng không vui nổi nữa. Mà nghĩ lại tôi cũng mắc cười quá. Tội gì mà mình buồn trong lúc người ta vui phải không anh? Tội gì mà mình khóc trong lúc người ta cười? Cô nói ai vậy? Chị cô lành, cô có sao không? Có bệnh hoạn gì không? Không, tôi đang khỏe hơn lúc nào hết. Anh Vinh à, bữa trước đó anh có nói với tôi á là anh muốn tìm một người bạn đời mộc mạc như tôi, giỏi giang như tôi phải không? Đúng vậy, nhưng mà phải chi đừng có cháu Bác Tư. Dẹp, không có cháu Bác Tư gì hết á, xài không có được. Chứ ai mới xài được, cô đừng làm tôi sợ. Làm cái gì cậu phải sợ, cậu cứ mạnh dạn cầu hôn đi, tôi nhận lời đó. Sương sương à chú Tư. Nhưng mà ở Cây Lậy hả cháu mới quậy à, còn lên Sài Gòn không có dám quậy đâu. Lần nào cọp nấy mà chú. Mày cái ý mày nói là nói tao trên này tao quậy á chứ gì.
Thôi cái thằng quỷ sứ không có được mà lóc chóc nữa nghe mày. Ờ nè, còn con nhỏ này là con ba Én nè. Em có thằng Tấn cháu anh nè. Én nè hả? Dạ. Én biết bay chưa con? Trời ơi, nó nhỏ hiếu mà. Dạ, đợi anh Tấn đám cưới xong rồi con mới bay. Ừ, vậy mới phải đạo á. Dạ. Thôi, mời hết thảy vô nhà tắm rửa, rồi thay đồ đạc, rồi cái mình sắp tiệc tùng chứng giám cho tụi nhỏ nó đeo nhẫn đính hôn nghe. Dạ. Mời vô. Chà, anh Tư có phước thiệt à. Ở cái nhà lộng lẫy không khác chi là dinh ông trống ông nghè. Anh thấy ngon lành không? Quá ngon. Nhà giống nhà vua không? Chị giống chứ. Tôi ở đậu á. Hả? Không có ngon đâu anh ơi. Anh Tư đầu chảy lắm mướt không? Mận bộ đồ Tây kiểu này á, việc cái lạy cái người ta tưởng Việt Kiều, đâu ai dám nói dân nội địa. Vậy sao? Sức ba lăng tin á. Lần đầu mới được làm đại diện nhà trai, mình phải trưng diện một chút đỉnh cho nó đủ tư cách đó chị Tám ơi. Nghe. Sao bắt nghe nói chuyện hoài vậy? Chừng nào họ mới cho mình ăn? Gì kỳ vậy? Biết. Anh hai với chị hai chưa có xuống làm lễ, còn lâu mới được ăn á. Tiền gì mà bắt mình ngồi chờ múc mỏ luôn. Tao đuổi ra bánh xe cho chị về dưới bây giờ á. Ngồi yên cái coi. Đưa bụng quá. Ủa cái gì kỳ vậy? Mới lên đợi ăn rồi. Thôi Yến với ăn cốc nè, ráng chút nữa đi con. Mày quậy quá à. Tạm thời mày quay mặt chỗ khác đi. Mày đừng có chăm bẩm mà ngó vô cái ổ bánh là không đói sao được. À, vợ hoàng đảo tới rồi. Bay đâu? Mở nhạc đi, bật đèn lên hết. Chuẩn bị đón chú rể cô dâu tương lai nghe chưa? Lành con. Ủa, con lành mình đó sao bà? Nó chứ ai. Không dè con tôi đẻ ra cũng đẹp, đâu có thua gì hằng Nga Tây Tử. Tôi thấy bà giống á hoa hậu 13 con cua á. Thôi, trộn rộn mày. Ủa, sao cái người đi với chị á không giống anh hai Tấn của con vậy bác ta? Bác cũng đang thắc mắc đi. Sao vậy bà? Tôi cũng buồn như ông vậy. Sao vậy anh Tư? Ai biết. Tôi cũng như anh chị thôi. Cái gì chưa thông suốt á, lát nữa hỏi con lành á. Dạ thưa tía má. Dạ thưa hai bác. Lành con, sao kỳ vậy con? Cậu đây là. Hồi nãy chị khen tôi giống Việt Kiều phải không? Bây giờ tôi giới thiệu với chị một Việt Kiều thứ thiệt nha. Cậu Chính nè, từ Úc Đại Lợi về thăm nhà đó. Con nuôi bà chủ của tôi, đồng thời là chủ nhân biệt thự ngôi nhà này đó. Trời ơi, khỏe nè ta ơi, chị hai lấy chồng Việt Kiều. Ta biểu đánh mà cái thằng này thiệt à. Trời ơi, cứ sự như vậy bây giờ tính sao ông? Thì hỏi người đại diện nhà trai kìa. Anh viết thơ mời mình lên thì mình cứ tưởng đi dự tiệc đính hôn cho con lành với thằng Tấn. Thằng Tấn có ở đây đâu mà đính hôn. Ủa, nó bỏ đi với con nào rồi? Kiếm không có ra. Con lành nó mới làm mà đừng đổ tội cho con lành nha. Ở đây anh là người lớn à. Tôi lớn nhưng mà con người này lớn hơn tôi. Kìa bác. Sao lại bác bán cái bất nhân vậy? Thì cậu là người phát lương cho tôi. Tôi lãnh lương thì cậu lớn hơn tôi. Ai phát lương là người đó lớn à. Trời ơi, ngày vui mà sao lộn xộn mà rú beng gì không biết nữa. Trời ơi, ông tính giùm coi ông. Trời ơi, tính gì nữa. Lên Sài Gòn rồi, ăn tọa vô bàn rồi, bánh trai dọn sẵn rồi, con gái mình nó cũng ưng người ta rồi. Bây giờ chỉ còn có nước ngồi đây thị thiền nữa chứ. Không lẽ quậy cho con nó khóc. Lành ơi, vậy là tía đồng ý rồi đó em. Dạ con cảm ơn tía má. Được rồi, vậy là vui rồi phải không? Nãy giờ anh Tám nó cứ làm tôi teo quá chừng đi. Tiền hung hậu kiếp, cắt bánh được rồi đó. Khoan con, tại sao kỳ vậy con? Ráng chịu chút xíu nữa đi con. Chờ hai bên trao nhẫn xong mà tới ăn liền. Thôi được rồi, phát nhạc cho xin tiếng nhạc đi. Có ngay. Ủa, tiếng ai ạ? Tiếng của tôi. Hôm nay là ngày vui của anh Vinh, người ơn của nhóm Áo Gió Bụi Hồng. Chúng tôi không có món quà đáng giá nào đủ để bày tỏ hết niềm hân hoan và đồng cảm kích. Chỉ xin tặng anh chị một bài ca chúc mừng viết bằng trái tim và hai bó hoa hồng tươi đẹp nhất. Hay quá, hay ơi, vỗ tay đi mấy ơi.
Dạ chị. Ủa, ai giống tấn con bà Tám có gì cả? Gì kỳ hả? Lại nghỉ ngơi cho khỏe. Như thế này chắc tối nay anh không đi hát với bọn tôi được. Cô cho tôi xin lỗi. Cô nói giùm anh em bỏ qua cho tôi. Tôi thật yếu đuối. Tôi không thể ở đây tiếp tục đóng kịch để hành hạ mình rồi giả dối luôn với cô. Anh đừng nói nữa. Tôi biết chứ. Nhưng tôi sẽ rất sẵn sàng làm người bạn diễn thủ tròn vai để những màn kịch của anh không chết sượng. Tôi không muốn người ta cười anh. Cảm ơn cô Kiều. Cảm ơn cô nhiều lắm. Phải chi tôi có thể biến những màn kịch kia thành cuộc sống thật của tôi. Không cần đâu anh. Đừng làm bất cứ điều gì mà trái tim mình đối nghịch. Anh đã chọn được áo cưới cho em rồi nè. Em thử coi. Nè Lành cháu, áo cấp 1 đó nghiêng, 300 USD đó nghiêng. Cảm ơn chú. Áo đẹp thiệt. Anh Vinh à, anh tốn với em nhiều quá à. Tốn cái gì mà tốn không biết nữa à. Bay khéo lo, Việt Kiều lấy vợ mà. Tôi muốn có băng nhạc áo gió bụi hồng giúp vui cho tiệc cưới. Được thôi, chuyện đó anh đã giao chú Tư sắp đặt rồi. À chú Tư à, kết quả sao rồi? Xong rồi. Đâu đó là ngon lành rồi. Hồi sáng tôi sẽ qua chỗ họ rồi. Nhưng mà chưa gặp. Thì chờ. Chờ được thì tôi cũng chờ rồi. Đằng này nghe nói họ kéo nhau đưa thằng Tấn về Cai Lậy rồi. Hả? Gì kìa? Chia tay ở đây hả anh Tấn? Ở chỗ này mấy tháng trước tôi ra đi, hôm nay nó đón tôi trở về. Tình cờ lại có chiếc xuồng của ai cột dưới bến, y như ngày nào tôi neo xuồng tôi tại đó trước khi bước lên đây. Ngày đó tiễn anh đi chỉ có một người, bây giờ đưa anh về có một băng quỷ sứ. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Mọi người đều thật tốt với tôi. Thôi, anh đừng có nói nữa. Anh nói một hồi tôi khóc bây giờ đây nè. Hãy chia tay á thì cứ chia tay một cái rụp đi. Đừng có để lâu quá mất công rồi lau nước mắt á. Thôi mình đi đi. Đi đi. Chịu hết nổi rồi. Tôi đi nha.
Các bạn về Sài Gòn mạnh giỏi. Anh Tấn, anh cũng vậy nha. Ờ. Mạnh giỏi, nhớ giữ sức khỏe nha anh Tấn. Đi nha anh Tấn. Tụi này lúc nào cũng nhớ tới anh hết á. Ờ. Thôi đi đi lẹ lẹ lên. Hẹn ngày tai ngộ. Đi nha anh Tấn. Quên nữa. Tấn, mày lại đây nè. Tính cho tôi tiền sao mà móc bóp hoài vậy hả? Cái này nó giá trị hơn tiền nữa. Trước hôm giải thể băng bụi đời, tao có chơi một vố, vớ được tấm ảnh xinh xinh, giữ lại ngắm giải sầu. Nhưng bây giờ tao nghĩ nhường lại cho Tấn thì hay hơn. Nè, sao, thích không? Thích. Cảm ơn. Mình sẽ giữ nó. Kỷ niệm buồn cũng là một kỷ niệm. Tốt. Chào nghe. Kiều. Kiều chưa đi sao? Anh em họ đợi kìa. Không sao đâu. Tôi muốn đứng đây tiễn anh bằng mắt thêm một đoạn đường nữa. Chừng nào sườn anh khuất mắt trên sông, tôi sẽ quay về. Kiều có buồn tôi không? Buồn? Tại sao tôi lại buồn anh chứ? Tôi biết trong lòng anh còn đầy ắp hình bóng của chị Lành. Sự chung thủy không bao giờ là một đức tính xấu. Vậy tại sao tôi lại buồn một người chung thủy chứ? Cảm ơn Kiều. Tôi sẽ mỗi ngày cầu nguyện cho Kiều. Anh đừng sợ tôi chấp ngã nữa. Anh luôn luôn ở bên tôi mà. Áo gió bụi hồng, tác phẩm của anh. Tôi vẫn ở bên Kiều. Giữ gìn sức khỏe nha. Chào. Lẹ lên. Ta
tỉnh lên đi Lành. Lành ơi Lành, anh yêu em lắm mà Lành. Trời ơi nhột quá. Đu quỷ á. Ai ơi, nó uống cái chai mật ong của tao á mày ơi. Chạy theo nó đẻ lên. Làm cũng sượng sùng gì đâu á. Chạy theo đi Lành. Đợi anh, sao bỏ anh vậy Lành? Chạy đi, đưa nó về dưới nghiên. Tạm biệt mày nghiên. See you Volkswagen nghiên. Rồi, vậy là cặp ba Romeo với Juliet tái hợp rồi. Còn cái cặp chúc anh đài đứng đây, ủa sao không nói vậy vậy? Ủa, ủa gì kỳ vậy? Ủa, rồi xe ai để đây vậy? Ờ, thôi tôi đi xe này được không? Ủa, không trả lời, thôi tôi đi à nghe. Ở đây thấy dư, tao đi. Tình yêu ơi, tình yêu đến chi? Biệt ly ơi, biệt ly đến chi? Bèo mây ơi, xén trôi theo dòng ngàn, hợp tan vội trong phút giây. Giờ chia để vương vấn này, gặp nhau chi để rồi cách xa, rồi mãi đây anh quên như giấc.